Chào tất cả anh em nhé. Hiện tại thì mình đang có mẫu xe CB500X. Mẫu này thì khách hàng đi chủ yếu đi chạy tour từ mình ở đâu anh nhỉ? Từ mãi An Giang quá. Kiên Giang, từ Kiên Giang lên đến Lào Cai. Đấy, từ Kiên Giang Lào Cai và về bây giờ về đến khu vực Thanh Hóa bên mình. Mẫu này Honda đang bán chính hãng với mức giá là 188 triệu anh em nhá. Anh em cứ thể search lên trang Honda để có thể biết giá. Thì con này trước đây thì anh mua xe nhập về mức giá nó cao hơn 200 triệu cơ. Nhưng bây giờ thì nó rẻ đi rất là nhiều. Đây biển 68 của anh em này, Kiên Giang này. Khách hàng có thay dầu đa, dầu này là dầu đa cấp anh em này. Đấy, tổng hợp đa cấp. Đấy. Dầu này thì với chi phí nó cao hơn so với cái dầu kia. Nhưng mà dầu này đi rất là sướng anh em ạ. Chạy đường dài rất là ok luôn. Mỗi lần thay là 3 chai cơ. Đấy, 3 chai anh em nhé. Thì có tay lái trợ lực tay lái này. Đây cái giá bắt điện thoại này. Sạc điện thoại kiêm và sạc điện thoại luôn cơ. Trợ lực này nó đỡ mỏi tay này. Các phím bấm anh em. Đây công tắc để gọi báo khẩn cấp. Nút đó là nút báo khẩn cấp. Bề dưới. Đây bảo vệ tay lái nữa này. Cắm luôn này. Con này có lắp giá bảo vệ nữa nha. Đèn nó rất là đẹp này, đèn rất là ngon này. Chi phí mà nuôi con này cũng rất là tốn kém anh em. Mỗi lần chi phí nuôi con này nó cũng lên đến một năm chi phí vô mười mấy triệu đấy để nuôi con này. Tăng vô zin đi nhỉ. Chưa độ nữa, đa số nhiều người chơi là độ lắm. Nhưng mà đi xa đồng độ đúng rồi. Đi xa độ mệt lắm, công an hỏi thăm mệt lắm. Anh đi như này có phòng cái chai giữ xe không? Vài như giữ xe biết. Có rửa qua, thì qua một em rửa qua cho tiếng. À vâng. Có nhu cầu em rửa qua cho sạch chạy chạy. Đây người giá luôn. Dạ. Giá rõ luôn. Vâng. Rồi bơm luôn. Đủ trang, không thấy gì. Đủ. Bơm à, bơm bằng 12, bơm điện 12 vô. Rồi. Cái loại mà bây giờ bán Xiaomi là bơm điện nó gọn lắm, nhỏ lắm. Ờ đúng rồi. Cứ mỗi ngày mua nhau không? Hôm nay nó ABS cả hai kênh luôn. Đúng rồi, chút xa. Cái đôi hộp này anh lắp chi phí nhiều không? Mấy triệu. Mấy triệu ạ? Đấy, đôi hộp này mấy triệu này, hãng GS Scan. Bằng riêng nha. Riêng luôn? Bằng riêng luôn. Gắn riêng. Gắn riêng. Mua riêng, mua riêng cũng có. Rồi. Cộng phòng cộng mấy triệu. Mấy chi phí cũng cao. Cái bảo vệ trước thì chi phí lắp nhiều ạ? Mỗi người 30 triệu. Cũng 30 triệu luôn. Cả sau hay là cả lúc trước? Cả bộ đây là gần 30 triệu. Bảo vệ trước này. Trợ lực này. Trợ lực đây nhiều không anh? Nói chung là trợ lực có nhiều hãng. Anh em xem là cái hãng này IES này. Của dây sinh này. Cũng khá là tiền đó. Trợ lực. Đây, giá treo điện thoại này. Này có cả sạc điện thoại luôn rồi. Hai ống vô này, đây là cái lọc nhớt anh em này. Nếu anh em thay lọc nhớt này thì đổ rất là nhiều xăng. Đây là bộ vô, hai bộ vô bảo vệ. Con này 100 cây ăn hết 3.6 nha. Máy rất là to, chẳng cây 3.6. Đây hai anh khu vực Kiên Giang được con bé và mình hết mình đi tour và thay nhớt. Mẫu này thì đang bán chính hãng tại một số hết với mức giá là 188 triệu anh em ạ. Rất là đẹp luôn. Chắc là nhớ tôi nãy lọt trên kia em thay cái lọc nhớt nên lọt xuống thôi.
không phải, ý là kia. Đây là cái bát để mình ăn đồ này. Đúng rồi, khi nào anh nhìn mà thấy đen màu xuống là các em thay thôi, cứ nhìn vào đấy. Anh khi đi nhiệt độ nóng anh để nhớt ra nữa chứ. Loại này đi tầm 3.000. Quá đẹp anh em, con này với chiều cao từ 1m7 trở lên thì anh em đi con này là hợp lý. Tôi đèn L4 này, phụ đồ đèn đây cũng phải nói là mất mấy triệu anh em này. Đấy, đồ đèn này mất mấy triệu này. Tôi đèn L4 giá trị lắm anh em ạ. Bảo vệ tay lái này, tay nắm này, bảo vệ chịu lực. Giá bắp rất là nhiều chi tiết nha. Thứ nhất là đôi cặp để đồ này, GS này, đôi này mười mấy triệu là nhầm. Máy rất là to. Xe thì chạy đường dài. Bây giờ khách sẽ hành trình đi tour liên tiếp. Bây giờ từ Thanh Hóa nhá, sẽ chạy về Vinh này. Đây, anh em đi tour thì nghiên cứu mua con CB500X nha. Nghiên cứu mua con này. Đây là dòng chữ CB500X. Nghiên cứu con này đi nó khỏe lưng hơn mấy con xe mô tô kia, nó chồm đau lưng lắm. Dòng mô tô mà ngồi chồm đấy đi một đoạn là nó đau, rất là đau lưng. Con này nó rất là khỏe lưng này, ngồi đi đường trường thoải mái, nó cao đấy, hơn rất là nhiều so với các mẫu kia. Chúc hai bác lên đường lái xe an toàn nhá. Vâng, tạm biệt bác. Vâng. Đấy, khách cũng sẽ bắt đầu. Rồi, chào bác. Rồi, kết thúc hẹn gặp anh em ở những video mới tiếp theo.